Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Sega of Radar Storm 125/2009 chính thức ra mắt với mức giá cực rẻ 21,8 triệu Việt Nam đồng. Piezo đã chính thức công bố một cái mẫu TK mới of Radar Storm 125/2009 tại thị trường Nam Á với mức giá bán đầy hấp dẫn, hạng bậc nhất hiện nay. Các nguồn tin cho biết Piezo Ấn Độ vừa công bố một mẫu tay ga hoàn toàn mới of Radar Storm 125/2009 ra mắt ở thị trường Nam Á này với mức giá niêm yết rơi vào khoảng 65.000 AS, tương đương khoảng là 21,8 triệu Việt Nam đồng. Mức giá này chỉ nhỉnh hơn những dòng xe số không Honda Quay Alpha có bán ở Việt Nam không đáng là bao nhiêu. Giới thảo xe đánh giá phiên bản of Radar Storm 125 khi xuất hiện cũng là một trong những cái mẫu tay ga có mức giá dễ chịu bậc nhất của thương hiệu of Radar tại thị trường Ấn Độ hiện nay. Mẫu xe này hiện đang được đưa về các lý để chọn lọc tại đây. Người mua sẽ có hai lựa chọn màu sắc, màu vàng và đỏ. Cả hai đều có những cái đồ họa là mận. Piezo trước đó đã xuất hiện tại cái triển lãm xe ô tô Expo 2008. Cái mẫu xe này được thiết kế dựa trên cái chiếc là AS105, hiện rõ nét ở phần thiết kế đèn pha. Mang trên mình cái khối động cơ 124,49cc, sinh ra cái công suất đa là 9,52 mã lực tại vòng tua là 7.250 vòng trên phút, cùng với một cái mô men xoắn cực đại đạt ở mức là 9,9 Nm tại vòng tua là 6.250 vòng trên phút. Xe có trang bị hệ thống là cái phanh chống cho cả hai bánh, cũng như phiên bản phanh đĩa sẽ có ra mắt trong tương lai gần. Đi cùng với hai phanh chống là hệ thống phanh liên hợp CBS làm tiêu chuẩn. Storm 125 có cái vành bánh cỡ 12 inch, cái lớp của V-Scrubler, hệ thống cái giảm sóc đơn phía sau và cái phục ống lòng phía trước. Xe có một cái bình xăng lớn 6,5 lít. Về mặt giá bán thì rất rẻ và thiết kế cũng trẻ trung. Of Radar Storm 125/2009 nhắm tới những người mua là trẻ tuổi và có khả năng cạnh tranh rất mạnh với thương hiệu Honda Fascia. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và kênh tiếp nhớ like, subscribe.